chợ Springvale nằm ở phía đông nam Melbourne, cách khu thương mại trung tâm Melbourne 23 km. Tại đây, bạn có thể tiếp cận rất nhiều loại sản phẩm của Việt Nam và châu Á khác, bao gồm thịt tươi, hải sản, trái cây, rau, thảo mộc và gia vị, cũng như rất nhiều mặt hàng gia dụng. Bản thân Springvale là một vùng ngoại ô giàu văn hóa và đa dạng về sắc tộc, và thị trường này phản ánh sự đa dạng này trong các sản phẩm của nó. Chợ Springvale nổi tiếng với nhiều loại sản phẩm tươi sống, thực phẩm đa văn hóa và nhiều loại hàng hóa. Khách tham quan chợ có thể khám phá sự kết hợp giữa những ảnh hưởng của châu Á, Trung Đông và châu Âu, biến nơi đây thành một trải nghiệm mua sắm độc đáo và năng động. Chợ là trung tâm của người dân địa phương cũng như du khách, thu hút mọi người từ nhiều thành phần khác nhau đến mua sắm, giao lưu và tận hưởng bầu không khí sôi động. Trong những đặc điểm đáng chú ý của chợ Springvale là tập trung vào các sản phẩm tươi sống và giá cả phải chăng. Từ trái cây và rau quả đến thịt, hải sản và gia vị, chợ cung cấp nhiều nguyên liệu đa dạng để đáp ứng nhiều sở thích ẩm thực khác nhau. Sự nhấn mạnh của thị trường vào hàng hóa tươi sống và chất lượng cao góp phần làm cho nó trở nên phổ biến đối với những người đang tìm kiếm các lựa chọn thực phẩm đích thực và đa dạng. Ngoài sản phẩm tươi sống, chợ Springvale còn nổi tiếng với nhiều cửa hàng đặc sản, bao gồm cửa hàng thịt, tiệm bánh và cửa hàng tạp hóa. Du khách có thể tìm thấy những mặt hàng độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa mà khó có thể mua được ở các siêu thị bình dân. Chợ không chỉ là nơi mua sắm, đó là một trải nghiệm văn hóa bầu không khí sôi động và nhộn nhịp, cùng với hương thơm của các món ăn đa dạng lan tỏa trong không khí, tạo nên một môi trường giàu cảm xúc. Ngoài ra, chợ thường tổ chức các sự kiện, lễ hội và hoạt động tôn vinh sự đa dạng văn hóa của cộng đồng. Nếu bạn thích video này, đừng quên nhấn nút đăng ký để không bao giờ bỏ lỡ thông tin cập nhật từ chúng tôi.